Chào bạn đã quay trở lại với khóa học SEO Audit toàn diện. Thì trong phần này mình sẽ nói về chủ đề là sitemap. Thì sitemap á, tiếng Anh dịch ra tiếng Việt á, là bên phía là sơ đồ trang web. Sơ đồ trang web có nghĩa là sao? Có nghĩa là bởi vì á, là website của bạn nó có quá là nhiều thông tin dữ liệu, và đôi khi rằng nó là nó có dữ liệu nó cất á, ở những cái nơi mà nó ít người đi tới, hoặc rằng là nó lộn xộn với nhau. Thành ra là sơ đồ trang web á, nó là cũng như một cái bản hướng dẫn sử dụng vậy, cái bản đồ á, nó chính xác là giống như cái bản đồ khi mà bạn mới tới thành phố á, thì như là giống như cái bản đồ thành phố vậy. Từ đây á, mà con Google Bot nó vô nó đọc cái bản đồ này, nó sẽ tới được tới những cái nơi, toàn bộ những ngóc ngách ở trong trang web của bạn, để nó có thể dễ dàng thu thập dữ liệu hơn. Và trong cái sitemap này, Google nó cũng biết rằng nó là cái địa điểm nào, giống như trong bản đồ chẳng hạn, thì từ bản đồ bạn có thể biết rằng là những cái địa điểm mà nó, ví dụ như là nó hot, hay là những cái địa điểm mà nó cần địa điểm mà thông dụng của những khách du lịch tới, ví dụ như vậy đi. Thì đôi khi cái bản đồ nó sẽ nói với bạn về điều đó. Thì trong cái bản đồ của bên phía sitemap này, nó cũng tương tự câu chuyện là bên phía công cụ tìm kiếm, cụ thể ở đây là Google. Thì khi mà Google nó vô á, nó Google Bot nó biết rằng là nơi nào là những cái nơi mà bạn ưu tiên trong cái việc là lập chi mục, nơi nào là nơi mà bạn bảo rằng bạn thích rằng là Google nên vô, còn Google nó cao. Thì trong cái phần sitemap này, nó cái bản đồ thế giới nó nói là như vậy. Nó cũng nói trong câu chuyện là những cái trang mà được đặt ở trong cái sơ đồ trang web này, nó là những cái trang quan trọng, thành ra là bạn đều muốn Google index những cái trang đó. Còn những trang mà không được đặt trong cái sơ đồ trang web là những trang nó chưa được quan trọng. Thành ra rằng là Google sẽ kém, nghĩa là nó sẽ, nếu mà bạn public những bài viết cho nó đi, thì thành ra Google nó cũng sẽ biết rằng là bạn không ưu tiên nó, thành ra Google nó cũng sẽ index chậm hơn và những thứ khác. Rồi, mình sẽ nói vô phần phía sitemap. Đầu tiên á, là bạn phải kiểm tra coi rằng cơ bản nhất là bạn phải có sitemap cho bạn chưa, và mình khuyến khích là XML sitemap, ngày sitemap XML, XML bạn nào chưa biết là Google cả báo cách cài đặt Google sitemap, là sitemap XML, tại vì Google nó khuyến khích điều đó. Tiếp theo nữa là trong cái phần này bạn có thể kiểm tra rất là dễ dàng, bạn có công cụ SEO web nè, bạn bấm vô và bấm vô cái gọi là diagnosis nè, thì bạn sẽ thấy có cái phần là schema ở dưới đây, XML sitemap ở dưới thì nó có ở đây. Thì ra đây là cái sitemap của bạn, thì bạn có nó rất là tốt trong câu chuyện này. Tiếp theo nữa là bạn phải kiểm tra coi là cái sitemap này đã được gửi tới Google Search Console hoặc là Bing chưa. Tại vì Google Search Console hay còn gọi là Google Web Tool đó, thì khi bạn gửi tới như vậy, Google nó sẽ biết cái sitemap ở đâu, và từ đó nó chui vô đó, nó thu thập hết toàn bộ dữ liệu của bên phía bạn. Thì ở đây là website đã được gửi rồi, tại vì có thể thấy ở đây ví dụ như phần sitemap chẳng hạn, thì đây là cái bản mới của Google Web Tool, thì nó đã được gửi rồi, như bạn thấy đã được gửi và thành status là thành công rồi, có nghĩa rằng là đã thành công chuẩn bị thu thập dữ liệu rồi. Thì đó, còn nếu mà bạn cũ thì bạn có thể thấy ở trong đây nó có cái phần là sitemap, thì bạn rất là dễ dàng thấy ở trong đây. Đây sitemap nè, như bạn thấy đã được gửi tới 942 URL đã được gửi tới và 938 URL được submit. Tiếp theo nữa là thiếu cụ thể một số sitemap, thì có nghĩa là lúc này bạn sẽ vô cái trang sitemap này, thì một số cụ thể trang sitemap có nghĩa là sao? Nhiều cái website thì chẳng hạn có gọi là các dạng content khác nhau, có nghĩa là đôi khi là sitemap về hình ảnh riêng cũng có, mà sitemap về video cũng có. Thì một số website mình thấy rằng họ theo dạng là họ có video được nhúng ở trong website, thành ra họ tạo thẳng luôn cái gọi là cái video sitemap. Ở đây á, thì website này nó chỉ có nội dung content thôi, và ở phần video này, hiện ra phần video này toàn chúng là YouTube là, nên không cần phải tạo sitemap video chi. Thành ra lúc mà mình lên sitemap á, một cái tip nhỏ nữa nha, là bạn mà lên đăng nhập vô sitemap á, thì tốt nhất bạn nên vô Firefox và bạn gõ sitemap vô trong đây, thì từ đây á mà nó sẽ hiện cho bạn, nói chung là nó sẽ hiện cho bạn nó đẹp đẽ hơn khi mà bạn vô Firefox. Còn nếu như bạn vô những trình duyệt khác á, thì nó sẽ hiện ra một cái đống chữ ký tự gì đó mà mình thấy nó rất là không có được gọi là thẩm mỹ quan, thấy không? Thẩm mỹ dữ lắm, nó khó nhìn. Cái này thì nó dễ nhìn nè, còn một số gian thì mình thấy rằng trong com rom hay gì đó nó khó nhìn. Thì hiện tại ở đây mình không có cần cái đó nhiều, vì trong các dạng sitemap khác thì ra mình sẽ ghi được tốt ở đây. Thì bạn cũng có thể đọc ở đây là hẹn như nó có sitemap về bài bot nè, bạn thấy không, bài bot nè, sitemap về bài bay nè, sitemap về trang author này, ba cái dạng sitemap chính trong đây. Nếu như bạn thấy rằng bạn cần có
sitemap về danh mục sản phẩm nữa, thì bạn sẽ kiểm tra coi có không sitemap về cái gọi là danh mục video, hạn video sitemap những thứ khác thì bạn phải kiểm tra trong đây coi có không, nó hiện ghi ghi trong đây, nó ghi thẳng ra. Rồi tiếp theo lỗi XML trong sitemap, lỗi XML trong sitemap, lỗi XML sitemap ấy, có nghĩa rằng là cái sitemap đó nó bị lỗi, có nghĩa là bạn bạn code hay làm cái gì đó nó không có đúng cái cú pháp của nó, thành ra nó bị lỗi. Thì Google thường nếu mà trong web tool đó, lúc mà bạn submit sitemap lên thì thường Google nó sẽ báo thẳng lỗi luôn là cái sitemap có bị vấn đề gì không. Còn nếu mà không báo lỗi gì thì không vấn đề gì ở đây cả nha. Tiếp theo nữa là không có trang 200 không có trang 200 trong bên phía sitemap, thì có nghĩa rằng đó là chẳng hạn như trong sitemap đã nói rằng nó có nhiều cái trang quan, ý là bạn chỉ nên để những cái trang quan trọng ở trong đây, nhưng mà tự nhiên bạn để trong sitemap thì bạn lại để một số cái trang ví dụ 301 redirect vô thì sao, thì Google nó sẽ không thích vụ đó, tại vì nó không phải là trang hai trang trang 200 rồi cái mã code là 200 mà là mã code 301 302 hay sau đó, thì ra bạn sẽ muốn rằng nó là loại bỏ cái phần đó ở trong sitemap. Thì trong cái phần này á, bạn kiểm tra rất là dễ, bạn chỉ cần vô bên phía ví dụ như trong cái phần streaming port bạn chọn bên phía mode nè, xong rồi bạn chọn bên phía list nè, thì phần list này á, là trong đây mình cũng ghi là trong phần gọi là bên phía mode rồi list, thì phần list này á, bạn chọn upload list button from a file và file format là bạn để ở sitemap, thì bạn upload bên phía sitemap lên của bên phía này để Google nó, ý là bên phía cái streaming port nó cào cái gọi là sitemap nó lên, hoặc là bạn bỏ theo kiểu rằng là download sitemap index thì bạn bỏ thẳng cái sitemap trong đây là nó sẽ tự động download cái sitemap về, bạn kiểm tra coi có bất kỳ code nào nó có vấn đề gì không, thì chẳng hạn như bạn có thể bỏ ở đây chẳng hạn. Bấm cột này mới đúng. Đó thì nó sẽ bắt đầu nó bắt đầu cào mấy cái nội dung này của bên phía website của bạn xuống. Để mình chạy cho nó chạy chút. Rồi sau khi chạy xong thì bạn thấy không, nó hiện 942 URL ở trong cái trong sau khi cào sitemap xong đó, thì toàn bộ sitemap này thì nó có thể hiện là trong đó nó chứa khoảng 942 cái URL, nghĩa là sitemap này nó thể hiện 942 cái đó, bạn thấy rất là dễ dàng, bạn coi trong ví dụ như sitemap này mà bấm vô đây cái thì cho bên những cái bài viết của nó thì từ đây mà screen nó quét được như này. Ok thì đó 942 cái URL đó, xong rồi bây giờ nó sẽ trả về cho bạn cái những cái kết quả đó. Bây giờ đang chạy tiếp đó, như bạn thấy thì nó đang load hết 942 cái URL đó của bạn. Ở đây thì mình sẽ bấm ngừng lại. Như bạn thấy bạn kiểm tra cái code đây có phải có code nào bạn, hoặc là nó đại khái nó không phải là code 200 thì bạn sẽ xử nó, thì mình bấm stop lại tại vì mình cũng đã cào rồi, nó không có bị vấn đề gì để cả. Rồi tiếp theo là không có thể canonical trong sitemap, có nghĩa là sao, mình ví dụ như thế này, chẳng hạn như trang web của bạn bằng bất cứ giá nào, ví dụ đây là một nội dung bài viết đi đúng không, thì bằng bất cứ giá nào bạn nên có một cái thẻ canonical về chính thằng này, có nghĩa là thằng này vốn dĩ nó nên được canonical về chính nó, thì bạn có thể thấy một cái thẻ gọi là canonical ở đây thì nó về chính nó là đúng. Trong nhiều trường hợp mình thấy cái thẻ này nó không có và như vậy thì nó không nên. Việc này nó cũng có thể dẫn tới câu chuyện duplicate content nhiều, khi mà mình nói ở chuyện sâu hơn về cái gọi là phần này ở trong cái gọi là phần on page thì mình nói về canonical nhiều hơn. Đại khái canonical nó có nói rằng là đâu là bài viết gốc, ý nghĩa của nó nói với Google rằng là công cụ tìm kiếm rằng là đâu là bài viết gốc. Thì tự nhiên nó có rất là nhiều trường hợp mình thấy á, tự nhiên mình thấy rất là nhiều luôn, những website nhất là những website thương mại điện tử, coi website A coi ở đây là website, nội dung này nội dung A, đây là nội dung của nó, ví dụ như trang này đi chẳng hạn, thì cái trang này á, nó lại canonical về một cái bài viết B khác, thì bảo với Google rằng đó là thẻ canonical nó bảo rằng là mày nên index trang nào. Ví dụ như website của bạn có đồng hồ thông minh xanh đỏ tím vàng và bây giờ nó cùng một loại hết mà, thành ra bạn để là 4 ngày canonical và đúng màu đỏ thôi, nghĩa là Google nó vô nó coi nó hiểu cái vụ này, Google nó sẽ không tính nó đúng cái content, tại vì nó Google nó biết rằng là bạn đã để thẻ canonical về thằng màu đỏ rồi, thì có nên Google bảo rằng bạn báo với Google rằng trang màu đỏ là trang quan trọng, thành ra bạn nên index nó, còn những hàng còn lại thì bạn không nên index. Thì mình thấy có rất là nhiều cái gọi là cái trường hợp khi mà để XML sitemap, có nghĩa rằng là XML là sơ đồ trang web, thì đã báo Google rằng trang này nó quan trọng
thành ra rằng bạn nên ý là Google nên index nó, bởi vì tao đã để ở trong sitemap đồ nên thành ra mày nên index nó, bởi vì tao nói mày là nó quan trọng. Nhưng mà khi Google nó vô trang này, đây là cái trang này của nó, thì bạn lại canonical về một trang B, thì trang nói bảo với Google rằng là à tao đã biết rằng là tao đã nói mày trong sitemap là trang A này quan trọng đối với tao, nhưng mà trang B nó quan trọng hơn, mày đừng có liên đến trang A nữa, mà mày hãy qua trang B, tại vì tao đã để thẻ canonical về trang B rồi, thành ra mày nên vô trang B index, thì của mày nó sẽ khiến Google bối rối và nó không ổn một chút này một chút nào cả. Và nếu mà số lượng nó quá là nhiều, nó sẽ lãng phí cái nguồn tài nguyên của bạn cào và ảnh hưởng khá là nhiều tới một phần nó đến dự án của bên phía của bạn. Thì trong đây mình cũng có nói khá là rõ về vụ này. Đây là biểu cảm của Google khi thấy cái chuyện đó. Rồi, có một số cái thì mình thấy sitemap nó bị block nữa. Một số trang thì sitemap bị block, thì trong cái phần này mình nói khá là kỹ. Dung lượng sitemap quá lớn, bạn nên có một cái dung lượng của bên phía sitemap. Ở đây mình ghi là tối đa nè. Rồi sitemap thì không được tổ chức ngăn nắp và đầy đủ. Thì sitemap của bạn nên được tổ chức ngăn nắp và đầy đủ. Thì ở đây mình thấy tốt các trang sitemap bị block, bởi vì có một số trang trong sitemap đang bị block ở trong sitemap. Thì phần này ví dụ như khi mà mình thấy rằng là trong cái phần robot TXT của nó, đây như bạn có thấy thì trong robot này mình vô robot TXT, thì robot TXT là một cái file mà cũng như ra lệnh cho robot Google và Google, giống như cái là nguyên tắc của robot Google hay bất kỳ một con robot nào khác nó vô website mình, nó thì bắt buộc nó phải theo nguyên tắc này. Thì nguyên tắc đầu tiên nó là allow với disallow. Allow với disallow là allow nghĩa là cho phép cào và disallow nghĩa là không cho phép cào. Thì ở đây trong cái việc này là nó đang có vấn đề. Thứ nhất là disallow, không cho cào trên thẻ tag và trên thẻ auto. Nhưng thực chất là hai trang này nên là để trang noindex chứ không phải là trang trang cho disallow. Thì cái vấn đề đó mình sẽ nói trong cái phần sau, mình nói là đốt bút tt. Nhưng mà nếu có chuyện disallow là trang auto là như thế, nhưng mà trong XML sitemap thì là để có cái trang auto ở đây, có nghĩa nó để đã có sitemap ở auto ở trong đây, thì nó giống như rằng là tự nhiên bạn bảo rằng robot TT thì bảo rằng là disallow là không cho phép vô trang auto, nhưng mà sitemap thì bạn lại bảo rằng đây là một trong những trang quan trọng. Nhìn tới trường hợp rằng là Google khá là bối rối đợt tiếp theo, thành ra rằng là bạn sẽ không muốn cái chuyện này, ngay thậm chí những cái trang auto nếu mà có index trên Google nữa, mà thành ra bạn sẽ muốn tránh cái chuyện đó. Cuối cùng là trang các sitemap nên được tổ chức ngăn nắp và bên phía đầy đủ. Thì như mình thấy đây, dung lượng sitemap thì ok rồi, ngăn nắp và đầy đủ hiểu nghĩa rằng là ví dụ như đây bạn thấy là nó phân biệt ra bot, bay ra bay, trang auto ra trang auto, thì nó khá là tốt rồi, và thậm chí là phân biệt ra theo kiểu 50 ngày nữa. Quan điểm của mình trong câu chuyện ở đây á, đôi khi mình sẽ tối ưu cái gọi là cái sitemap này, thậm chí nếu mà tối ưu tốt hơn á thì mình sẽ tối ưu theo cái gọi là cái theo cái cấu trúc của website, giống như là cấu trúc của website ví dụ như nó có gai cột sống, thoái hóa, bệnh đau lưng, bệnh gớt hay cái gì đó, thì mình sẽ tạo ra một cái số sitemap chuyên về phần đó, và những bài viết nào mà public ở trong cái bệnh gớt đi chẳng hạn thì toàn bộ sẽ vô cái cục sitemap đó. Từ đó mà Google nó dễ dàng phân loại hơn, Google nó dễ dàng cào hơn, nó dễ dàng thu thập thông tin hơn, và từ đó SEO của bạn nó cũng tốt hơn nữa. Tương tự vô chuyện mình ví dụ như một số trang, ví dụ như mình thấy rằng là một số trang ví dụ như Adoro đi nha, thì Adoro nó có một số trang ví dụ như danh mục của nó, bạn như bạn thấy đây là sitemap về sitemap dạng brand của nó, còn một số sitemap bình thường của nó thì nó để theo kiểu là như bạn thấy nó có sitemap về dạng category nè, sitemap về dạng brand nè, sitemap về sản phẩm nè, sitemap về landing page nè, ví dụ vậy, nó là phân loại như vậy ra cho bên phía bạn. Và cái cuối cùng nữa, phần này mình không có đi liệt kê ở trong đây, thì trong phần này thì bạn mình sẽ nói khi bạn coi video này là cái phần một phần gọi là priority. Thì trong phần priority này nó chưa để đúng priority ở đây, để không là để 20%, còn bên phía ví dụ như một số trường hợp nó để là 1.0 hay sao đó, thì thường là nó sẽ chấm thang điểm từ 0 cho đến 1, và hoặc là từ 0% đến 100%. Thì càng lên cao có nghĩa rằng càng bảo với Google rằng là priority cũng là sự ưu tiên, nghĩa là càng bảo Google rằng là trang đó nên được ưu tiên, trang đó càng lúc càng quan trọng hơn. Có thể trong top 100 cái trang quan trọng đó thì đây là top 3 trang quan trọng đầu tiên, mình ví dụ như vậy. Thì thường á, theo thông lệ thì mình thấy rằng đó là cái điểm 1.0 hay là điểm 100% đi, thường là điểm cao nhất, và nó chỉ để ở một trang duy nhất mà thôi, đó là thường là để trang chủ, tại vì Google thường hay là bất kỳ một bot nào khác nó vô index trang chủ đầu tiên. Thứ hai nữa là ở đây thì mình thấy trang nào cũng để 1.0 vậy thì nó hơi kỳ, thành ra là ngay thậm chí là những trang
bài bot thì cũng để 1.0 thì nó cũng hơi kỳ trong trường hợp này. Tương tự ở đây 20% thì mình sẽ không khuyến khích, tại vì thường người ta sẽ để từ 50% đến 100% hoặc là 0,5 đến 1 thôi. Thứ ba nữa là thường những trang danh mục chính trong một sản phẩm hay là những trang dịch vụ gì đó thì thường là nói chung là những cái trang mà top chính về cái gọi là silo bự, là top chính của cái danh mục đó hoặc là top chính của dịch vụ của phía bạn thì thường người ta để là trang 0,95 hoặc là 95% hoặc là 90 hoặc là 0,9 gì đó. Còn lại cái quầy bot khác thì để từ 0,8 đến 0,85 thì thường mình thấy để như vậy. Còn một số trang nó không có quan trọng, ví dụ như là trang liên hệ, trang chính sách bảo mật gì đi chẳng hạn, thì thường nó để trong cái chuyện rằng là thậm chí bot nó không bỏ vào trong, nó không bỏ vô luôn, hoặc nếu nó bỏ vô thì nó để kiểu 0,5 như là dạng thấp nhất á. Thì bạn cũng nên học hỏi theo đó bạn bạn tu. Thì đó toàn bộ video mình nói về mình viết sai bác map, rồi hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.